một hai ba bốn năm sáu bảy giã hội rồi anh lại về thăm em sáu bảy một hai ba. Xin chào tất cả các bác nhá, chào mừng toàn thể các bác quay trở lại kênh Đặng Tín Audio. Tiếp tục là những video đầu năm thì ngày hôm nay em Đặng Tín Audio tiếp tục lên sóng và vừa cập đến các bác 5 bộ mic cực kỳ đẳng cấp đến hiệu Nhật Bản Sansui model NX68. Và duy nhất có 5 bộ ngày hôm nay thôi cho 5 bác nào nhanh tay đầu năm này với một mức giá tốt nhất trên thị trường luôn và một bộ mic rất cao cấp thương hiệu Nhật Bản. Anh em các bác không lạ lẫm với thương hiệu Sansui này rồi, nó quá nổi tiếng rồi. Và em về có 5 bộ thôi, rất hiếm và rất chất lượng. Và đầu xuân năm mới có ủng hộ cho một like, đầu xuân năm mới có hoan hỉ ủng hộ cho một tí subscribe nhá. Anh em vào theo dõi video, mỗi bác hãy bỏ ra vài giây thôi. Anh em hoan hỉ nhấn nút like và ủng hộ cho một like nhá và đăng ký kênh em. Đây, và 5 bộ mic cao cấp, một dòng mic 4 dâu. Thì hàng này em thấy đi còn nguyên hộp hết nhá. Có thể mạng search những dòng mic này, hàng mới đập hộp nó rất là đắt luôn. Nhưng ngày hôm nay đầu xuân năm mới em sẽ bán chuyên luôn 5 bộ cho 55 người tay. Thì đối dòng mic này anh em làm sâu lớn sự kiện và kẹo kéo vào gia đình thì nó quá đẳng cấp rồi, Sansui quá đẹp mặt gương nhá. Và đằng sau bộ mic đây, hàng nguyên hộp nhá, rất hiếm luôn. Đằng sau đây sẽ có rắc nguồn, rắc 6 ly và 20 rắc calon cho anh em làm sự kiện nhá. Và còn lại 4 dâu nhá, 4 dâu mic này sóng rất là xa và ổn định luôn, em đã test rồi, sóng cực kỳ xa ổn định. Anh em làm sâu lớn sự kiện kẹo kéo và qua làm dùng gia đình thì quá chất rồi. Quan trọng cái sao tiếng của dòng mic Sansui nó rất là hay. Vừa em alo thử và nghe cái tiếng mic nó cực kỳ mịn và hay luôn. Và đây cho bác xem tay mic đây. Thì tất cả là nguyên hộp này hết. Tay quá chất nha, Sansui. Các về bác chỉ cầm cho em cái tay mic thôi. Đã chất rồi. Và với quan điểm bán hàng với Đặng Tín, trước khi em nói luôn anh em luôn này. Tất cả khi mua hàng với em sẽ không phải đặt cọc gì cả. Các bác nhận hàng về test thử không hay cho bác trả lại, không mất đồng nào cả. Riêng Đặng Tín bán hàng cho bác nhận hàng kiểm tra toán không hay cho trả lại. Đó là cái sự uy tín của bên em thôi. Và có lẽ sử dụng là củ mic rời nhá. Anh em nào lớn nào biết. Đối với dòng mic sử củ rời này như dòng Sua hay dòng Sen hay Sansui này là dòng mic rất đẳng cấp luôn. Đây, sử dụng củ mic rời cao cấp nhá. 6 số tự ngắt, cảm biến gia tốc, cảm biến va đập, không thiếu tính năng gì cả. Vì đây là dòng mic rất chuyên nghiệp và cao cấp của Sansui nhá, rất là hiếm nhá. 4 dòng mic này. Bảo hành cho anh em 1 năm luôn, nhận hàng test thử không hay cho trả lại, không phải đặt cọc gì cả. Rất hiếm luôn, đầu xuân năm mới có 5 bộ thôi. Đây em xã lô dưới mic. Ở đầu xuân năm mới có vào hoan hỉ nhấn like cho em nhé. Đầu xuân năm mới có vào hoan hỉ theo video ủng hộ cho like nhá. Đây em xã lô cho nghe tiếng mic của dòng mic Sansui nó cao cấp và đẳng cấp thế nào nhá. Và sẽ báo giá anh em luôn ngày hôm nay. Ok chưa? Đây em nghe vào tiếng mic này. 5 6 7 1 2 3 4 5 6, 7, 1, 2. Bác nghe tiếng xì của nó nhá, mic nó cực kỳ mịn, cực kỳ hay luôn. 5, 6, 7, 1, 2. Tình yêu có từ nơi đâu, đêm đêm một cuộc sống cờ 6, 7, 1, 2. Nó đủ 3 giải, bác nghe cái tiếng độ xì đằng sau của mic nó mịn, nó hay thế nào. Và em xin báo giá ngày hôm nay duy nhất có 5 bộ mic Sansui cao cấp này đến thiệu Nhật Bản. Và em nói rồi, nếu bác mua bộ mic này ngoài thị trường nhá, cực kỳ hiếm, bộ này ngoài thị trường hơn 7 triệu, nó rất là đắt. Nhưng ngày hôm nay, đầu xuân năm mới bác nào chốt nhắn tin ngay cho em. Với model là chốt mic Sansui cho em dễ, chốt mic Sansui, nhắn tin ngay cho em. Giá 2.600.000 bộ mic này vào ship tặng một combo pin sạc. 2.600.000 để vào ship tặng một combo pin sạc, chốt mic Sansui. Một dòng mic em nói khẳng định trong tầm giá không có đối thủ thời điểm hiện tại luôn. Rất cao cấp 4 dâu, anh em làm sự kiện lớn nhá, đây cho bác nào. Anh em làm sự kiện sâu kẹo kéo vào dù gia đình thì đây là cơ hội rất lớn trong đầu năm. Bác là chốt cứ nhắn tin qua số thoại vũ khoa là chốt mic Sansui. 5 bộ nhất 2.600.000 bộ mic này vào ship tặng một combo sạc hàng nguyên hộp shop bảo hành 1 năm. Nhận hàng kiểm tra thanh toán không hay cho bác trả lại. Chốt mic Sansui nhắn tin ngay cho em. 2.600.000 một combo mic cao cấp tặng cho bác một combo pin sạc luôn. Và đây mức giá thực sự bác là không thể nào tốt hơn với một mic cao cấp 4 dâu như này. Và đặc biệt là hàng cao cấp như của Sansui nha. Chốt mic Sansui nha. Anh em lấy cứ nhắn tin qua số thoại là có nhân viên luôn. Tay mic đôi chuột cao cấp nha. Chốt mic Sansui, cơ hội rất lớn đầu năm luôn. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bạn là chốt cứ nhắn tin qua số thoại nha. Cũng là chốt mic Sansui 2.600.000. Đây sẽ test thử đoạn cao kê luôn. Đấy, anh nghe là cái chất âm của bộ mic Sansui cao cấp này. Đây mà nghe chất âm nha.
chẳng lại em yêu thiên thân ngày nào. Ngày còn bên nhau ai ân chẳng đầy, chẳng lại em yêu như năm học trò, nhưng như em còn ngày ta có nhau. Giận hờn chi em đi đường buồn, giận hờn chi em chút thiên vương biển, giận hờn cho nhau nỗi đau độc lòng vắng xa dần rồi người ơi thiên trong năm sau bay bay một ngày. Quá đẳng cấp, bộ mic Sazu cao cấp bắt là chốt, nhắn tin ngay cho em Vũ Khoa chốt mic Sazu 2.600.000 bộ mic cao cấp này. Rồi bạn chào quá nhá.